Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với kênh Phong thủy Sakat. Được sự cho phép của thầy Sakat, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình tử vi tuổi Ất Dậu trong năm 2023 Quý Mão. Chắc hẳn quý vị tuổi Ất Dậu 1945 đang rất tò mò về vận trình của mình trong năm 2023 sẽ như thế nào, đúng không ạ? Xin chúc mừng quý vị, năm nay là một trong những năm cực kỳ may mắn với quý vị đó. Sau bao năm khổ cực thì bây giờ cũng là lúc gia chủ Ất Dậu phất lên như diều gặp gió. Phần gia đạo của tuổi này cũng cực kỳ nhiều điều tốt, gia đạo luôn yên ấm, bình an. Đặc biệt là trong năm nay, được yên tâm về gia đạo, đường công danh sự nghiệp được sáng tỏ, khiến cho nhiều người phải ghen tị và cúi đầu ngưỡng mộ. Cho dù gặp cảnh đổ vỡ giữa chừng vì hoàn cảnh tác động, nhưng từ nay trở đi thì có thể phát triển không ngừng. Sự nghiệp năm nay sẽ thâu được kết quả, tiền bạc làm ra nhiều nhưng lại hao hụt vì những sự cố bất ngờ. Nhìn chung về sự nghiệp và tiền bạc có thể tạo được dễ dàng và nhanh chóng. Năm nay được quý nhân phù trợ nên các vấn đề trong cuộc sống của tuổi này phát triển rất tốt, vậy nên cần phải nắm bắt thời cơ, đừng để tụt mất cơ hội. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi video. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé! Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Sakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy độc tài được thầy Sakat trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, nam mạng trong năm 2023. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 có nạp âm ngũ hành là Tuyền Trung Thủy, nước dưới suối. Người tuổi này bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và rất sôi nổi, nhiệt thành. Họ rất thành thực, cơ trí nhưng hiền lương, giỏi xã giao. Họ thường may mắn do có quý nhân giúp đỡ, hoàn thành được chí lớn. Đây cũng là mẫu người đa mưu, túc trí, giàu tham vọng. Song con đường họ đi luôn quang minh chính đại, không lươn lẹo hay làm việc xấu xa. Tuy nhiên người này có tính tình thất thường, nhanh nóng nhưng cũng nhanh lạnh. Đây cũng là điểm yếu, lấy đi rất nhiều cơ hội của người Ất Dậu sinh năm 1945. Năm 2023 đối mặt với xung thái tuế, vận khí tuổi Ất Dậu nam mạng biến động mạnh, hung vận lấn át cát vận, tâm tính đổi thay, không còn ôn hòa hay tự kiềm chế như trước mà sẽ bị kích động, sinh ra nóng nảy, làm liều. Điều đó khiến cho mọi phương diện cuộc sống đều bị chi phối ít nhiều. Gia đạo tình cảm nhiều phiền muộn, đa phần do áp lực từ công việc và tài chính, sức khỏe không được tốt, dễ mắc các chứng bệnh liên quan đến thận, khí huyết hay thương tật tay chân. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, nam mạng Ất Dậu sinh năm 1945 gặp phải sao chiếu mệnh, sao kế đô, vận hạn Diêm Vương, hạn tam tai năm 2023 Quý Mão, gia chủ Ất Dậu 1945 không phạm tam tai. Hạn Hoàng Ốc, nam mạng Ất Dậu năm 2023 không phạm Hoàng Ốc, Kim Lâu không phạm Kim Lâu. Xét về mối quan hệ địa chi, Dậu gặp Mão là xung khắc địa chi hay còn gọi là năm hạn thái tuế. Ở năm này, bản mệnh sẽ có những chuyện kém may mắn như là phải chuyển nhà, chuyển công việc, bạn bè phản bội, bệnh tật, phá sản, gây thù kết oán. Xét về mối quan hệ thiên can Ất âm mộc gặp Quý âm thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong tháng này các gia chủ tuổi Ất Dậu nam mạng cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá, công việc cũng như gia đình mình. Trong năm 2023 Quý Mão, các gia chủ cần cẩn trọng chú ý tháng Ất Mão, tháng 2 âm lịch, từ ngày 20 tháng 2 đến 21 tháng 3 năm 2023 dương lịch và tháng 2 âm lịch nhuận, từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4 năm 2023 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ Ất Dậu, vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho nam mạng tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Trong năm 2023, nam mạng Ất Dậu 79 tuổi gặp sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô hay còn gọi là kế đô tinh quân, trông coi. Kế đô là sao tam cửu khóc vì ai, mang đến sự buồn khổ, chán nản. Đây được coi là một hung tinh với cả nam và nữ. Chính vì thế, năm nào bị sao kế đô chiếu mệnh, xem như năm đó bị xấu. Hạn gặp sao này, mưu sự thường khó khăn, thành ít bại nhiều.
hóa giải vận hạn sao kế đồ bằng cách hàng tháng vào lúc 13 giờ đến 15 giờ chiều ngày 18 âm lịch, gia chủ hãy lập bàn thờ quay về hướng Tây để cúng dâng sao giải hạn. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần chuẩn bị hương hoa, trà nước, mâm ngũ quả, chè, oản, thuốc, bánh kẹo, muối gạo và 21 ngọn nến. Lễ vật dùng để cúng sao kế đô phải là màu vàng. Trường hợp có một số thứ không phải màu vàng thì lấy giấy màu vàng gói vào hoặc là có thể lót dưới mâm rồi đặt lên bàn thờ. Cách viết bài vị cúng sao kế đô, gia chủ hãy dùng sớ có màu vàng và viết địa cung thần vĩ kế đô tinh quân. Năm sinh năm 1945, năm nay gặp hạn Diêm Vương. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát. Diêm Vương kỵ nhất đàn bà, rủi lầm sàn mạn chắc là mạng vong. Cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ hơn so với nam giới. Những người bị đau yếu mà gặp hạn sau này, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Nhìn chung, hạn Diêm Vương là hạn xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải niên hạn xấu, hai đối tượng này cần quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Đừng quá tập trung vào công việc, hãy dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Với người đau ốm bệnh tật, khi hạn Diêm Vương, gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn tới bệnh tình, không may dẫn đến cái chết. Sau đó, hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển con đường công danh sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Đoạn tử vi năm mạng Ất Dậu sinh năm 1945 theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1. Đầu xuân đón năm mới, gia chủ vui vầy cùng với thành viên trong gia đạo, tuy nhiên khi đi lại cần cẩn thận chú ý. Tháng 2, đón nhiều lộc về tiền bạc trong tháng này, chủ về người khác đưa tới, bên cạnh đó ốm đau bệnh tật nhanh chóng qua khỏi. Tháng 3, trong tháng này, gia chủ đón tin vui từ người ở một nơi phương xa trở về hoặc gặp nhiều việc vui và may mắn. Tháng 4, khi ra ngoài trong tháng 4, gia chủ chú ý nhiều tới lời ăn tiếng nói, bên cạnh đó tình cảm gia đạo không được tốt. Tháng 5, gia chủ cần chú ý về đường tiêu hóa vì trong tháng này không được tốt, ngoài ra trong tháng tiền bạc có sự tiêu pha nhiều. Tháng 6, họa thị phi, gia chủ cần chú ý lời ăn tiếng nói. Tháng 7, công việc của con cháu, người thân trong gia đạo không được tốt. Tháng 8, gia đạo có chuyện buồn. Tháng 9, gặp xích mích bất đồng với con cháu, gia chủ là người lớn tuổi trong gia đình, hãy nhẹ nhàng khuyên răn, dạy bảo con cái. Tháng 10, chú ý có tai nạn bất ngờ. Tháng 11, bệnh cũ tái phát, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Tháng 12, cẩn trọng mất mát tiền bạc, sức khỏe không được tốt. Tổng kết tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, bước sang năm 2023, nam mạng Ất Dậu 1945 đã lớn tuổi nên chuyện kinh doanh làm ăn không còn lớn mạnh như trước. Toàn bộ sự nghiệp của nam mạng giao lại cho con cháu, mọi việc làm ăn đều do con cháu quyết định và điều hành. Nam mạng về hưu sống an nhàn, hưởng thụ bên cạnh con cháu. Về tài lộc đủ ăn, đủ tiêu, đời sống tinh thần và vật chất đủ đầy, không gặp phải chuyện khó khăn hay cản trở nào quá lớn. Bản mệnh cũng có các khoản tích lũy, ăn tiêu tiết kiệm nên vừa lo được cho bản thân, vừa có thể đỡ đần cho con cháu khi cần. Về sức khỏe, người tuổi Ất Dậu năm Quý Mão 2023 đã bước sang tuổi 79, năm nay khá ổn định, mặc dù sức khỏe cũng có dấu hiệu đi xuống nhưng không quá đáng lo. Tuy nhiên bản mệnh chỉ nên làm những việc vừa sức, không nên cố gắng quá sức kẻo gây ra ảnh hưởng xấu với sức khỏe. Thầy Gia Cát nhắc nhở gia chủ, dù gặp vấn đề gì trong cuộc sống cũng không nên suy nghĩ lo lắng quá nhiều, tác động không tốt đến thần kinh, hay nghĩ thoáng hơn và luôn giữ một tinh thần lạc quan. Gia chủ nên đi khám bệnh định kỳ, theo dõi sức khỏe thường xuyên, kết hợp với việc đi bộ và các bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh và tinh thần vui tươi. Phong thủy lộc tài khuyên gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy. Gia chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ Ất Dậu sinh năm 1945. Về tình cảm, gia đạo,
Sau năm Quý Mão, đường tình duyên của gia chủ gần như không còn nữa. Cuộc sống tràn ngập niềm vui không xuất phát từ bạn đời mà xuất phát từ con cháu. Con cháu ngoan ngoãn, tu chí làm ăn, nghe lời ông bà. Gia chủ là những người chủ của gia đình, cần sáng suốt trong cách cư xử, mọi việc. Tuổi cao nên đôi khi có hơi nóng nảy, con cháu thông cảm và tạo niềm vui nhiều hơn cho ông, cho cha của mình. Gia chủ nên đem bên mình một vòng tam hợp quý nhân, Dậu Sửu, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp, đặc biệt là tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Ất Dậu sinh năm 1945 để vật phẩm mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống, không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn mỗi người sẽ khác, chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy trong ngày này. Qua phần luận giải tử vi của Phong Thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc và thành công hơn trong tương lai. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.